ra đời và phát hành trên Fox Kids từ năm 1992 cho đến 1997, X-Men The Animated Series đã ghi đậm dấu ấn như là một trong những series hoạt hình siêu anh hùng mang tính biểu tượng cao nhất mọi thời đại. Sự tinh hành của dị nhân khi ấy đã trực tiếp kiến tạo nên thành công của những bản live action được thực hiện vào đầu thế kỷ 21, qua đó mở ra một thời kỳ thống trị của dòng phim trong ngành công nghiệp điện ảnh. Nhiều năm trôi qua thì thể loại siêu anh hùng rơi vào trạng thái khủng hoảng và một lần nữa, các mutant lại tái xuất để sắm vai người cứu thế. Với Marvel Studios thì X-Men 97 không phải là một canh bạc, không phải bàn đạp cho Deadpool, cũng không phải điều gì đó để bám víu lấy giá trị hoài niệm. Đây là một series xuất chúng và kể cả người hâm mộ mộng mơ nhất cũng khó mà ngờ rằng cảm xúc đắm chìm khi họ thưởng thức Loki lại trở về sớm như vậy. Trong video ngày hôm nay thì Way to the Movie sẽ tổng hợp lại toàn bộ diễn biến trong 5 tập phim đầu tiên của X-Men 97. Liệu điều gì đang diễn ra ở thế giới cách biệt chúng ta hơn 2 thập kỷ? Nhân loại sẽ tìm cách sống chung với người đột biến ra sao? Và không để mất thêm nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay video tuần nào. Let's go! X-Men 97 có thể được hiểu như mùa phim thứ 6, tiếp nối câu chuyện đang dang dở ở The Animated Series. Bối cảnh mà giáo sư X phải du hành vào vũ trụ cùng với hoàng hậu Lelandra để điều trị căn bệnh quái ác. Sự biến mất của Charles để lại cho thế giới tình trạng chia rẽ. Chính phủ và nhân loại nghĩ rằng ông đã qua đời sau vụ tấn công do Henry Garrick chủ mưu, đứng sau tài trợ cho chương trình Sentinels dành cho Trust Bolivar. Mất đi MVP của cộng đồng thì dị nhân và phần còn lại một lần nữa bị đẩy vào tình thế xung khắc. Lý tưởng chung sống hòa bình vẫn chỉ là một ước mơ hão huyền. Con người muốn thể hiện thứ gọi là độ lượng, nhưng họ cũng tự nhận thức được rằng lòng khoan dung hoàn toàn có thể đánh đổi bằng nguy cơ tuyệt chủng. Về phía đội X-Men, Cyclops ngày một trở nên ám ảnh với việc gìn giữ di sản mà Charles Xavier để lại. Giáo sư chưa bao giờ gò bó Scott phải mang vác gánh nặng của hai từ kế thừa. Dẫu vậy, chứng kiến các thành viên dần nhạt nhòa đi lý tưởng, hay đúng hơn là hành xử không giống một X-Men, ta có thể thông cảm cho cái cách mà Cyclops tự khắt khe với bản thân cũng như đồng đội. Ngược lại, từ góc nhìn của Wolverine, Rogue hay Gambit, họ không thể hài lòng với thái độ bề trên từ Cyclops. Vấn đề không nằm ở sự công nhận hay gì đó, mà đơn giản là họ đang phải đối diện với các vấn đề cá nhân cứ liên tiếp chồng chất. Scott thì vẫn chưa hiểu ra rằng anh không phải là người duy nhất vật lộn để đối phó với sự ra đi của vị thủ lĩnh. Jean thì luôn hiện hữu ở bên để an ủi bạn trai. Xong, đứng trước tấm hình của thế hệ X-Men đầu tiên, Jean thừa nhận câu nói ngày xưa của Scott: trở thành X-Men để làm gì khi không thể tận hưởng cuộc sống? Cứ liên tục quằn quại trong tâm trí của cô trong suốt một thời gian gần đây. Họ đã ở đây từ ngày đầu tiên và đã đến lúc để bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Cyclops chẳng mấy hào hứng với ý tưởng bỏ cuộc. Dù vậy, vẫn phải nhìn nhận thực tế là X-Men vẫn sẽ ổn nếu thiếu vắng họ, còn đứa trẻ trong bụng Jean thì hoàn toàn không. Tâm sự từ bạn gái khiến cho Cyclops dần gỡ bỏ lớp phòng vệ được anh vũ trang bằng sự khắt khe. Bất hòa gì thì tạm để sau. Trước tiên, họ sẽ phải giải quyết một mối nguy cấp bách có liên quan đến Sentinel, cỗ máy hủy diệt Mutant. Toàn bộ kịch tính bắt nguồn từ Roberto, một dị nhân trẻ tuổi bị các thành viên thuộc nhóm thù địch Friends of Humanity bắt cóc. Có vẻ như chúng thực hiện giao dịch mua bán vì một người đột biến bất kỳ cũng có giá trị lên đến 10.000 đô. Mỉa mai thay, kẻ mua ném cả đống tiền qua cửa sổ chỉ để tập bán, khắc họa thêm phần sâu sắc quan hệ đối địch không thể hàn gắn giữa Mutant và phần còn lại của thế giới. Storm, Cyclops cùng với Bishop nhanh chóng xuất hiện tại nhà kho để giải quyết vụ buôn người. Một cuộc chiến diễn ra khá vất vả khi kẻ địch sở hữu một vài vũ khí công nghệ cao như khẩu súng theo kiểu Mega Man. Đáng quan ngại hơn cả là họ phát hiện ra một cánh tay Sentinel khổng lồ đang được vận chuyển, điều mà đáng lý không thể xảy ra của tiến sĩ Val Cooper, rằng Liên Hợp Quốc đã phá hủy toàn bộ Sentinels còn tồn tại. Chờ đợi Roberto tỉnh dậy, thì các X-Men đã cố tìm ra nguồn gốc đằng sau vũ khí của bọn Friends of Humanity, hay cụ thể hơn là Trust Bolivar. Chỉ có điều là cậu nhóc dị nhân trẻ tuổi kia lại chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Roberto thì muốn về nhà, cậu đã từ lâu chối bỏ khía cạnh đột biến của bản thân, và rồi bị Wolverine trêu chọc đến mức phải bỏ trốn khỏi dinh thự. Một nhóm do Jubilee dẫn đầu, thân trinh đi tìm kiếm kẻ lạc, kết quả sau cùng là quậy tưng bừng với thanh niên đang mất tích ở hộp đêm. Manh mối không còn lại gì, Cyclops và Storm đành dùng đến hạ sách cuối cùng. Họ yêu cầu Henry Garrick khai ra vị trí của Trust để đổi lấy việc giảm án tù. Lời đề nghị dễ hiểu là một kẻ căm ghét dị nhân đến tận xương tủy không thể đồng ý. Hết nương hết cái, Jean buộc phải đội lên để xâm nhập vào tâm trí của Garrick. Cô đã tìm thấy đội quân của Trust tại sa mạc Sahara. Thế nhưng thứ rùng rợn hơn lại là lời xin lỗi từ gương mặt bằng cát giống với Cable, kéo theo thảm họa sụp đổ mà Master Mold siêu cường gây ra. Không để mất thêm nhiều thời gian, biệt đội chuyên dụng cho chiến đấu cất cánh trên chiếc X-Jet.
Xuyên suốt chuyến đi thì cả nhóm vẫn hục hặc vì bất đồng với Cyclops, để rồi một Sentinel không biết từ đâu mà tới đã phá hủy phi cơ. Mặc dù theo nguyên lý thì có đến 6 trên 8 tổng số thành viên là không biết bay, thế nhưng với việc Morph biến hình thành Archangel, Rogue siêu cấp cánh tim và cực kỳ mãn nhãn là Cyclops dùng lực đẩy từ trên không trung, các X-Men vẫn thành công hạ cánh, sẵn sàng giáp chiến với đội quân Sentinels mà Trust đã chuẩn bị. Mang tiếng là đội quân, thế nhưng chỉ cần Storm dùng quyền năng ở đẳng cấp vốn có, binh đoàn robot đã bị quét sạch, buộc Trust phải tung ra át chủ bài mang tên Master Mold. Thứ vũ khí này to, đẹp và có tác dụng duy nhất là làm nền cho chuỗi combo mới của Wolverine, bắt đầu bằng việc Gambit chuyển năng lượng vào móng vuốt Adamantium, còn Morph thì hóa thành Blob để phóng Logan lên không trung. Tiến sĩ Cooper đã điều động quân đội đến để áp giải Trust, cảm ơn chân thành X-Men khi lại giải cứu thế giới thêm một lần nữa. Đáp lại sự tán dương thì Cyclops đã bác bỏ công lao cá nhân vì tôn vinh Charles Xavier luôn là nỗ lực của cả nhóm. Trở lại X-Mansion, Jubilee ngỏ ý mời Roberto ở lại với toàn đội. Jubilee cũng từng là một runaway nên cô bé hiểu rõ những hỗn độn mà Roberto đang trải qua. X-Men là nơi chấp nhận những kẻ chạy trốn, chỉ là góc nhìn lúc này của Roberto vẫn chưa thể bị suy chuyển. Anh đã từ chối lời đề nghị của Jubilee nhưng không quên bộc phát sức mạnh dựa trên phóng xạ mặt trời như một lời cảm ơn đến đối phương. Hòa thuận chưa được bao lâu sau trận chiến với Sentinels thì X-Men lại tiếp tục lao đào với quyết định rời đi của Cyclops và Jean. Một tiếng chuông báo động vang lên để gián đoạn cuộc tranh cãi. Ai đó đã đột nhập vào văn phòng của giáo sư, kẻ nào mà dám cả gan đến vậy. Cùng thái độ rất hổ báo thì các X-Men đã vận sẵn nội công để va chạm. Tuy nhiên, kẻ lạ mặt ấy hóa ra lại là Magneto. Ông đến đây để hoàn thành di chúc của người bạn thân, tiếp quản ngôi trường năng khiếu, toàn bộ tài sản trên giấy tờ và cả quyền kiểm soát đối với X-Men. Điều gì đang diễn ra thế này? Magneto cứu người, cái gã Magneto mà từng cố gắng giết chúng ta phải không? Ngạc nhiên hay thậm chí hốt hoảng, đó là phản ứng chung của toàn bộ nhân loại khi theo dõi bản tin thời sự trên TV. Cyclops hay Dr. Van Cooper cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chuyện quái gì đang xảy ra với kẻ thù vĩ đại của họ cơ chứ? Tiếp nối câu chuyện đòi quyền thừa kế ở cuối tập 1, các biên kịch đã khởi động arc truyện hoàn lương của Eric. Hành trình mà nó diễn ra quá đường đột để bất cứ ai đón nhận. Đối với các X-Men, họ làm sao có thể tin tưởng vào phản diện truyền kiếp đã đối đầu với mình xuyên suốt nhiều năm? Ngặt nỗi đây lại là ước nguyện của giáo sư. Có hoài nghi hay bất bình đến đâu thì cũng bắt buộc phải thuận theo. Ở phía chính phủ thì bộ máy cao cấp đơn giản là rối ren vì một tên khủng bố giờ đây sắm vai người hùng vĩ đại, thề chỗ cho Charles Xavier để làm MVP của người đột biến. Vì vậy, toàn bộ tập phim thứ 2 tập trung hoàn toàn vào tiền đề của Magneto và đấu tranh bình đẳng theo kiểu giáo sư X. Lời nói thì phải đi kèm hành động, nên có lẽ Magneto phải chứng minh bản thân đã thực sự thay đổi góc nhìn hà khắc về thế giới. Một thế giới đã khoan dung hơn với dị nhân nhờ vào đức hy sinh của Xavier. Liên Hợp Quốc yêu cầu một phiên tòa xét xử những tội lỗi trong quá khứ, lời mời mà Magneto hoan hỉ đồng ý. Dẫu sao, nó cũng là lời khẳng định đanh thép về động cơ tốt đẹp của ông trong màn tái xuất gây chấn động này. Bên cạnh đó thì X-Men cũng cần được củng cố niềm tin vào thủ lĩnh mới của họ, chứ không phải yêu cầu Jean dùng năng lực đọc tâm trí một cách khiên cưỡng. Tiện nói về Jean, cuộc sống rối ren của việc mang thai xen lẫn với sự biến mất của giáo sư đẩy cô vào trạng thái khủng hoảng. Jean có thể tâm sự với Ororo, cô không mong đứa trẻ sắp được hạ sinh sẽ là một dị nhân, bởi thẳng thắn đối diện với trẻ con đã khó, đằng này lại phải giải thích cho nó hiểu bản thân mình khác biệt như thế nào. Hơn bao giờ hết thì Storm tự hào vì Jean đang suy nghĩ giống như một người mẹ. Và kể cả có là người đột biến hay bình thường thì bản năng làm mẹ sẽ thôi thúc họ dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Trở lại với phiên điều trần thì thời điểm Magneto lên thớt không đó điểm với trụ sở Liên Hợp Quốc bị một đám đông biểu tình vây quanh. Trong buổi xét xử thì lập luận cốt lõi được Magneto sử dụng để bào chữa với bồi thẩm đoàn là sự trả giá nếu lựa chọn khác biệt. Không cần phải là dị nhân, việc yêu đương khác biệt, giới tính, màu da hay sắc tộc khác biệt cũng đều sẽ bị trừng phạt ở thế giới bất công này. Magneto chỉ dùng biện pháp cực đoan khi đồng loại bị áp bức, hành động mà ở phía con người đó là quyền bảo vệ chính đáng. Đang cãi cự căng thẳng, những người biểu tình chống lại dị nhân đã vượt qua rào cản an ninh và làm gián đoạn tất cả mọi thứ. Nếu chỉ có dân thường thì búng tay một cái là xong. Đằng này thì Executioner lại có mặt với vũ khí tân tiến được trang bị tận răng. Lần lượt Cyclops, Bishop và Morph đều đã bị gã cho ăn hành ngập mồm. Phòng tuyến lùng cực nặng, nhưng Storm đã ra lệnh cho Rogue đưa Cyclops đến bệnh viện ngay lập tức. Jean đã bắt đầu chuyển dạ, họ là X-Men, đã vậy còn có Magneto ở đây. Thảm họa chỉ cỡ như thế này, làm sao mà có thể kiểm soát cho được. Nghe lời đồng đội thì Scott tức tốc di chuyển tới bệnh viện, nơi mà Wolverine chuẩn bị tần cãi bác sĩ vì từ chối phục vụ y tế cho người đột biến. Không nỡ nhìn Jean đau đớn, Rogue đành tháo găng tay, hấp thụ mọi tri thức của tên bác sĩ nông cạn kia để đỡ đẻ cho đồng đội.
Quay về hiện trường hỗn loạn, thì Executioner đã đột kích bất ngờ bằng một khẩu súng kỳ lạ. Phát đạn bắn ra ngắm vào Magneto. Dẫu vậy, kịch tính là Storm đã liều mình lao ra che chắn. Bấn loạn vì lại một lần nữa, đồng đội bị đối xử như kẻ phạm tội. Eric nổi cơn thịnh nộ, khống chế Executioner và cả bồi thẩm đoàn lên trên không. Ông đổ lỗi cho bồi thẩm đoàn vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay. X-Men đã dùng tất cả sức mạnh tuyệt vời để hết lần này đến lần khác bảo vệ thế giới đối xử với họ bằng sự căm ghét. Sau tất cả, để đáp lại công ơn của họ là gì? Những tưởng đây sẽ là nguồn cơn kích hoạt nỗi đau nơi Magneto, đem ông quay trở lại chấp niệm ngày xưa cũ. Eric đã bất ngờ nuốt cơn giận vào bên trong, không phải là vì chán ngấy bản chất của loài người, mà là nó không đáng để đánh đổi tương lai mà Xavier đã hy sinh. Cuộc xét xử kết thúc, cùng mong ước duy nhất của Magneto là con người sẽ chấp nhận hiện thực rằng họ chung sống cùng Mutant. Không cần yêu đương, cũng chẳng cần bình đẳng nhân văn gì đó. Cách hành xử đầy thiện chí giúp cho Eric được ân xá, còn giới cầm quyền thì sẵn sàng đàm phán để công nhận Genosha, quốc gia dị nhân tham gia vào Liên Hợp Quốc. Một tuần viên mãn tại X-Mansion, em bé Nathan Summers đã chào đời cùng với tương lai tươi sáng cho người đột biến. Trái ngang thay, với Storm thì nó lại chẳng khác nào một tuần bi kịch. Phát bắn của Executioner chia sẻ chung một loại bức xạ với chiếc vòng cổ hạn chế sức mạnh của dị nhân. Chính vì vậy, Storm không thể sử dụng sức mạnh của mình và triệu chứng này có thể kéo dài mãi mãi. Jean đã cố gắng ở bên động viên Ororo, nhưng người chị cả vẫn quyết định sẽ loại mình khỏi đội. Cô lặng lẽ rời đi để tìm kiếm một hy vọng nào đó, hoặc đơn giản là dành thêm thời gian nhằm đối diện với sự mất mát không thể đong đếm này. Tại dinh thự, thì Rogue tìm đến phòng của Magneto và bắt đầu nhen nhóm lại mối quan hệ lãng mạn giữa hai người. Bên ngoài thì Gambit chỉ biết đứng nhìn cay cú, báo hiệu cho tam giác tình yêu gây nhiều giông bão của TV series. Đêm dài lắm mộng, tiếng chuông cửa vang lên. Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ? Phải chăng là Storm đã nghĩ lại? Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Jean Grey... À không, một cô gái kiệt quệ mang ngoại hình của Jean Grey đang cầu cứu X-Men. Tiếp nhận một vị khách không ai ngờ đến, Beast đã ngay lập tức kiểm tra tổng quan cho Doppelganger của Jean, người sở hữu ký ức mơ hồ về quá khứ của X-Men và việc bị mắc kẹt trong phòng thí nghiệm. Kinh ngạc thay, vị tiến sĩ lông lá dựa trên xét nghiệm tế bào đã phải khẳng định rằng cô gái lạ lùng kia mới là Jean, ở độ tuổi mà Jean đúng ra phải thuộc về. Kết luận này chẳng khác nào buộc tội nữ dị nhân mà Scott đã ở bên bấy lâu nay, thậm chí còn có chung một mụn con bản sao. Cảm thấy bị xúc phạm, Jean nhắc lại cho cả nhóm về tất cả những kỷ niệm mà họ chia sẻ. Tuy nhiên, trong một thế giới mà giả thuyết điên cuồng nhất cũng có thể khả thi, đến cả Cyclops cũng không biết phải tin vào điều gì. Để tóm gọn, kẻ đứng đằng sau mọi rắc rối ở đây chính là Mr. Sinister, một nhà khoa học hiểm ác đã tồn tại từ năm 1800 bằng việc cắt xẻ các dị nhân, đánh cắp DNA để kéo dài sự bất tử của mình. Cả phản diện này đã giật dây cho nhân bản với tham vọng chiếm đoạt cậu bé Nathan, đứa trẻ được tạo ra từ sự kết hợp di truyền độc đáo giữa Cyclops và Jean, hai bộ gen mà nghe thôi đã thấy tiềm năng phát triển vô hại của nó. Tìm đường để về X-Mansion, Mr. Sinister tận dụng lúc Jean nhân bản đang tự cô lập mình khỏi sự hoài nghi từ gia đình. Gã kích hoạt một viên pha lê đã gài gắm từ trước, chuyển đổi con dấu của mình sang hình thái tà ác vốn có, The Goblin Queen. Mặc dù chỉ là bản sao, thế nhưng nữ hoàng yêu tinh vẫn còn quá quyền năng so với phần còn lại của đội X-Men. Ả đã thao túng toàn bộ nhận thức về thực tại, đẩy từng thành viên tới các ảo giác kỳ quái và cuối cùng là kết thúc trong một địa ngục chân thật. Magneto cùng với Rogue trở về sau cuộc hẹn hò thân mật, vừa kịp để phát hiện ra Goblin Queen đã quậy tung căn cứ, bế theo bé Nathan về xảo huyệt của Mr. Sinister. Nhờ vào lời mách nước từ Morph, một nạn nhân trong quá khứ của Mr. Sinister, Magneto, Bishop và Cyclops phiêu lưu đến một lâu đài đậm chất Gothic với mục đích không gì khác là đòi người. Tăng cường thêm sức mạnh từ tính, ấy vậy mà kết quả cũng chẳng khác biệt là mấy khi một mình nữ hoàng là quá thừa thãi để hạ gục các X-Men. Lúc này, Jean Grey phải vật lộn với năng lực ngoại cảm trực trào khiến cho bộ óc của cô bị choáng ngợp. Wolverine như một truyền thống của The Animated Series tiếp tục đóng vai trò Sim Lord ở bên cạnh hỗ trợ. Đối diện với cảm xúc chân thật từ Logan, ký ức bên trong Jean dần rõ ràng hơn. Cô nhớ về Logan và không khỏi ngạc nhiên vì biết anh yêu mình nhiều đến như thế nào. Kiểm soát được khả năng ngoại cảm, kéo theo hình ảnh Scott bị hành hạ bắt đầu rơi vào bộ óc của Jean. Cô nàng đã nhẹ nhàng bật mút gánh tim, thâm nhập vào bên trong Goblin Queen và bắt đầu rạch ròi đâu mới là phiên bản Jean Grey Authentic. Cả hai đều bị giằng xé bởi những mảnh ký ức lẫn lộn, không ai biết rằng Mr. Sinister đã giở trò tai quái từ lúc nào. Tuy vậy, đối với Goblin Queen, ký ức về Nathan là độc nhất, không có ai có thể bắt chước được hay tước đoạt được điều đó từ cô. Được Jean Grey khai sáng về sự thiêng liêng của tình thân, nữ hoàng đã tự giải quyết bản thân khỏi sự kìm kẹp của Mr. Sinister. Cùng với Scott, cả hai đã giải cứu Nathan khỏi một bể hóa chất, thế nhưng vẫn đã là quá muộn để cản bước âm mưu hiểm ác.
Thông qua kiểm tra sơ bộ, thì Beast phát hiện ra Nathan đã bị nhiễm một loại virus nửa máy móc nửa sinh vật. Nó sẽ biến cậu bé trở nên bất khả chiến bại. Biến thể này quá tiên tiến nên có thể sẽ mất hàng chục năm để tìm ra phương pháp chữa trị. Đồng nghĩa với việc Bishop sẽ phải đưa Nathan đến tương lai, chuyến đi mà Cyclops lẫn Goblin Queen không thể nào tham gia vì năng lượng trong vòng thời gian chỉ đáp ứng được hai chỗ ngồi. Cyclops từ chối đi vào vết xe đổ của cha đẻ, anh sẽ không bỏ rơi con trai. Mặc dù vậy, đây là cách duy nhất để đảm bảo Nathan sẽ có được một cuộc đời tươi sáng. Đêm hôm ấy, bản sao của Jean sau khi gửi đi một tin nhắn tâm linh đã ân cần giao Nathan cho Bishop và dọn dẹp hành lý để rời khỏi X-Mansion. Trên đường bước ra khỏi cổng, thì Jean đã nỗ lực thuyết phục cô ở lại, nhưng Queen Goblin cho rằng cuộc sống của bản thân mình nên do chính mình làm chủ. Từ giờ, hãy gọi cô là Madeline Pryor. Đặt một bên các sóng gió dạo gần đây, các X-Men đã dành một ngày vui vẻ để tổ chức lần sinh nhật thứ 18 dành cho em út Jubilee. Cô bé không giấu nổi sự hào hứng mà gợi ý cả nhóm đến khu trò chơi điện tử. Ý tưởng ngay lập tức bị Mark Lido chế giễu và khiến Jubilee tăng sông. Bỏ về phòng, cô bé chút nỗi tâm sự về thủ lĩnh mới lên Roberto. Và bất ngờ thay, họ đã tìm thấy một đầu máy video games với tên là Motano. Jubilee không biết nó thuộc về ai, nhưng cứ chơi đi có tội vạ gì đâu. Hai cô cậu hí ửng ấn nút khởi động, để rồi nhanh chóng bị phát hiện mình đã bị hút vào bên trong trò chơi. Đây là một mưu đồ của Mojo, một người ngoài hành tinh đa chiều thống trị Mojo World. Theo như lời Mojo giải thích, thì xếp hạng của gã đang bị tụt giảm và việc chuyển hướng sang trò chơi điện tử sẽ thu hút lại sự chú ý từ phía khán giả. Jubilee đã được chọn bởi Mojo biết cô bé lo sợ việc trưởng thành. Còn thế giới này sẽ cho phép Jubilee sống vĩnh hằng trong những ngày tháng vinh quang khi trở thành X-Men. Hai dị nhân trẻ sau đó đã trải qua các màn chơi với Sentinels, quái vật ở Savage Land và cuối cùng là đánh boss Magneto ở tiểu hành tinh mờ. Thử thách mà Mojo đặt ra đã nhiều lần đẩy cặp đôi đến cảnh bị KO, đồng nghĩa với việc chết ngoài đời thực. Thế nhưng, thứ phá bĩnh Mojo ở đây không phải là plot armor của siêu anh hùng, mà nó chính là bug, hiện hữu dưới hình hài một nhân vật đeo mặt nạ luôn kịp thời hỗ trợ player. Trong sự ngỡ ngàng từ Jubilee, bug game tháo mặt nạ ra và đó chính là Jubilee với một diện mạo già dặn hơn rất nhiều. Nôm na để hiểu thì cô là một bản beta được tạo ra với tên gọi là Abscissa nhằm giúp đỡ Mojo thử nghiệm game trước khi vận hành chính thức. Abscissa là cá thể duy nhất phá đảo các màn chơi. Còn bây giờ sẽ đến lúc để cô gái giải thoát cho các X-Men, qua đó đại diện cho một dụng ý được lồng ghép của các biên kịch về sự nguy hiểm nếu mọi người không thôi sống trong quá khứ. Bàn ví hoài niệm sẽ phản tác dụng khi ta không thể buông bỏ ý niệm của mình về bản thân. Đây là vấn đề cốt lõi mà Cyclops phải đối diện khi cố gắng gồng gánh X-Men trong tập phim đầu tiên, hay cụ thể hơn là Madeline ở quyết định rời bỏ X-Mansion. Bám víu sẽ chỉ đổi lại sự trì trệ, và nghiêm trọng hơn sẽ thế nào nếu tương lai đột ngột thay đổi theo cái cách mà ta không thể lường trước được. X-Men là câu chuyện siêu anh hùng. Song, các dị nhân là hình ảnh phản chiếu góc nhìn xã hội đa chiều của người trưởng thành đối với thế giới đầy tàn nhẫn. Các nhân vật hoàn toàn giả tưởng, nhưng cũng giống như chúng ta, rồi sẽ đến lúc họ sẽ phải quyết định đâu là thứ thực sự cần bấu víu, còn đâu là thứ nên buông bỏ. Sự lựa chọn thể hiện rõ tầm ảnh hưởng thông qua cái cách mà Trust đã tự vấn Cyclops trong tập phim đầu tiên. Người chẳng thể biết cảm giác bị tương lai bỏ lại ở phía sau là như thế nào đâu. Từ phía X-Men, họ đang đối mặt với một tương lai bất định mà bản thân không thể nào mường tượng thấy. Lựa chọn là ở mỗi người, và liệu đó sẽ là buông bỏ đi cuộc đấu tranh đòi sự công bằng hay tin vào những gì Magneto đã dõng dạc tuyên bố tại phiên tòa xét xử. Đã đến lúc để bước tiếp, bỏ qua thù hằn xưa cũ mà tìm cách hàn gắn xã hội lại với nhau. Trở lại với mạch phim chính, thì bộ ba khép lại hành trình ở Mojo World khi hợp tác để hạ gục chùm cuối trong những tràng pháo hoa bắt mắt. Thành công trở lại thế giới thực, Jubilee vui mừng khóa môi Roberto, qua đó xác lập mối quan hệ yêu đương bình thường nhất tại X-Mansion. Tạm rời xa Jubilee, loạt phim tiếp tục đến với câu chuyện riêng của Storm. Thời điểm mà cô nàng đang tá túc tại nơi của Forge, một người bạn cũ có quen biết Charles Xavier đã hứa sẽ tìm lại cơn bão cho Aurora. Thể theo động cơ cá nhân, thì việc Forge giúp đỡ cho Aurora là một phần trong quá trình chuộc lỗi mà anh đang nỗ lực thực hiện. Cụ thể, năng lực đột biến đã cho phép Forge phát minh ra bất kỳ thiết bị máy móc nào, bao gồm cả chiếc chân giả mà anh đã đánh mất trong chiến tranh. Quá khứ của Forge không lấy làm yên ả gì khi anh là nhân tố chủ chốt trong việc thiết kế ra các vũ khí có thể tước đoạt đi sức mạnh của dị nhân. Phát đạn mà Executioner bắn ra cũng chính là kế thừa từ tinh hoa mà Forge đã để lại. Đối diện với sự thật phũ phàng, thì Storm khước từ mọi tâm tư tình cảm từ phía Forge. Cô tức giận leo lên ngựa mà bỏ đi ngay giữa đêm giông bão. Bất chợt, một con mắt hiện lên giữa khoảng không, kéo theo cả thú lẫn chủ rơi xuống vực thẳm. Loạng choạng tỉnh dậy, Aurora không hiểu bằng một cách nào đó mà cô đã quay trở lại cabin của Forge. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, một con cú với dáng vẻ quỷ dị đã đánh văng Forge sang một bên.
sinh vật ấy xòe rộng đôi cánh, tự xưng với cái tên là The Adversary, và nỗi sợ hãi cùng cực mà Storm tích tụ chính là bữa ăn thịnh soạn của nó. X-Men 97 quay trở lại với tình hình tại X-Mansion, nơi mà phóng viên tin tức Chris Tilby đang thực hiện cuộc phỏng vấn với các thành viên của đội. Vốn dĩ cuộc gặp mặt này đến như một công tác truyền thông hậu sự kiện Liên Hợp Quốc công nhận quốc gia đột biến Genosha. Thế giới cần có một cái nhìn thiện cảm hơn cho dị nhân. Và an toàn nhất thì vẫn là bắt đầu từ trường học của Charles Xavier. Trong khi cả Beast lẫn Cyclops đều bị các câu hỏi làm khó xử, thì Jean Grey vẫn đang vật lộn để gỡ rối cho các mảnh ký ức bị chồng chéo lên nhau. Logan vẫn đóng vai trò Sim Lord, vẫn ở bên cạnh để động viên cho Jean. Thế nhưng ở lần này, Jean đã bất ngờ đặt một nụ hôn lên Logan, thứ cảm xúc mà anh chồn không thể nào cảm thấy gượng gạo hơn. Logan yêu Jean, chỉ có điều cô và Scott Summers là chân lý và là một điều gì đó không thể thay đổi. Logan tự động rút lui, còn anh chàng hướng đạo sinh thì lại đang thân mật với Madeline thông qua kết nối tâm linh. Sau tất cả, dù có là bản sao từ một phần bị cắt bỏ của Jean, thì Madeline vẫn là mẹ của Nathan. Nên vì vậy, thật khó để trách cứ anh chàng nếu giữa họ đã hình thành một mối liên kết không thể tách rời. Vụ tòm tem trong tư tưởng này không thể qua mắt được Jean, cô có cớ để nổi giận. Tuy vậy, thiết lập này cảm giác cứ sai sai thế nào ấy. Tình thế ở đây rõ ràng là bà ăn trả, ông vô tình ăn em, còn Scott thì bị đối xử như thể thằng chồng ngoại tình khốn kiếp. Chia tay mối tình tay bốn ảo mà, chúng ta gặp lại tam giác tình yêu của Magneto, Gambit và Rogue. Cái vòng luẩn quẩn lãng mạn tỏ ra sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì diễn ra xung quanh Jean Grey. Lúc này, bộ ba cùng du hành đến Genosha, thiên đường dành cho những người đột biến, với khắp quốc gia là hình ảnh biểu dương MVP mới của cộng đồng Mutant là Eric Lancher. Sau khi rời khỏi X-Mansion, thì Madeline Pryor đã tìm đến Genosha và trở thành một thành viên hội đồng của quốc gia bên cạnh những cái tên nổi danh khác như Nightcrawler. Nhân buổi dạ tiệc để ăn mừng việc gia nhập vào Liên Hợp Quốc, giới cấp cao tại Genosha bao gồm Emma Frost, Moira MacTaggert và Sebastian Shaw đã đề nghị Magneto cho vị trí thủ tướng. Dr. Val Cooper lo ngại rằng không một quốc gia nào sẽ đưa kẻ khủng bố lên làm người lãnh đạo. Song, Eric chỉ để lại lời bình luận thâm thúy, vậy mà có những quốc gia sẵn sàng để người lãnh đạo trở thành khủng bố. Magneto rất sẵn lòng, miễn là Rogue chấp nhận với tư cách là nữ hoàng của Genosha. Tình cảm mà Eric dành cho Rogue thì không phải bàn cãi, chỉ lấn cấn ở một điểm. Giả dụ, khi ta đặt một biểu tượng đấu tranh cho người đột biến bên cạnh một X-Men có thể thấu cảm bất cứ nỗi đau nào, đây chẳng phải là bài toán chính trị khôn ngoan, thứ sẽ cho ra kết quả là bộ máy lãnh đạo với lòng cảm thông tuyệt đối hay sao? Cảm thấy phần nào chạnh lòng vì sự thực dụng của Eric, Rogue ghé thăm Gambit và bộc bạch về muôn điều trùng khúc trong lòng. Rogue và Magneto cuối cùng cũng đã có cơ hội để ở bên nhau, đúng nghĩa là ở bên vì Eric có thể chạm vào cô. Đã thế, chấn thương tâm lý năm xưa đã không còn là rào cản giữa đôi bên. Gambit dường như đã phát ngấy vì câu chuyện kiểu này. Rogue thì luôn từ chối một mối quan hệ chính thức với anh, và bây giờ cô muốn anh ngồi nghe những lời than vãn này hay sao? Đối diện với thái độ giận dữ từ Remy, Rogue đã đành bộc bạch ra sự thật mất lòng. Cô biết tình cảm của anh, nhưng nếu không chạm được vào Remy, thì làm sao Rogue cảm nhận được nhịp đập chân thành nơi con tim? Nỗi lòng của Rogue, Gambit dùng một thái độ chân thành để hồi đáp. Anh cho rằng có những thứ sâu sắc hơn cả xúc giác, ngụ ý rằng Rogue hãy dùng con tim để cảm nhận, đừng để lý trí lấn át mà theo đuổi điều mình muốn, thay vì thứ mà bản thân thực sự cần thiết. Máy quay đã chuyển cảnh sang buổi dạ tiệc, nơi mà mọi người hân hoan chào đón bình minh mới của Genosha. Madeline vui vẻ hòa mình vào không khí lễ hội, để rồi bất chợt một cú đánh tâm lý xảy đến với tiềm thức của không chỉ cô mà cả Jean Grey tại X-Mansion. Cả hai đã đổ gục xuống, máu mũi chảy thành dòng. Từ trong tâm trí, hình ảnh thảm họa từ lần họ xâm nhập vào bộ óc của Trust hiện về. Master Mold, những con chuột, điều gì đó khủng khiếp chuẩn bị xảy đến. Madeline đã thất thiểu bước ra ngoài và chạm mặt cô là một người lạ và cũng thật thân quen, đó chính là Cable. Cậu con trai Nathan Summers đã được gửi đến tương lai của Bishop. Hai mẹ con vừa mới nhận ra nhau, ấy vậy mà thiết bị du hành thời gian liên tục báo lỗi rồi di chuyển cơ thể đến một chiều không gian khác. Trước khi rời đi thì Cable chỉ kịp xin lỗi mẹ, xin lỗi vì nó đang xảy đến. Không ai hiểu Cable đang nói gì cả, thế nhưng từ đằng xa, một ánh sáng xanh lục chói lọi đang chuẩn bị nuốt chửng lại thành phố. Genosha thất thủ và một con Godzilla Sentinel càn quét mọi thứ trên đường đi của nó. Dị nhân bỏ mạng xếp thành đống trên đường phố. Nightcrawler đã gục, các thành viên hội đồng cũng nằm im bất động. Khói lửa chiến tranh nhuộm lấy Genosha, để lại Rogue, Gambit, Magneto chống cự trong vô vọng. Ưu tiên lúc này không phải là tiêu diệt kẻ thù, mà hãy gồng mình để bảo vệ, cố gắng làm sao để chẳng phải dành phần đời còn lại dằn vặt bản thân rằng vì sao mình đã không thể cứu được nhiều người hơn ngày hôm ấy. Sau cùng thì Magneto hy sinh bản thân mình để bảo vệ Monarch, giữ gìn lời hứa danh dự với Leech, họ rồi sẽ không bao giờ phải sợ hãi thêm một lần nào nữa. Tiếp bước người thủ lĩnh,
thì Gambit đặt sự sống của đồng loại của Rogue lên trên tất thảy. Anh lao mình và con Sentinel khổng lồ, giải phóng toàn bộ sức mạnh thông qua nhát đâm chí mạng vào cơ thể. Thảm họa đã bị chặn đứng. Dẫu vậy, mất mát mà các dị nhân phải gánh chịu là vô ngần. Định mệnh cuối cùng cũng không làm ngờ mà hoàn thành ước nguyện của nó. Rogue lần đầu tiên chạm được vào Remy, nhưng oan trái thay, cô vẫn không tài nào cảm nhận được hơi ấm của anh. Tập phim thứ 5 kết thúc trong một nốt trầm đầy lạnh lùng. Và trên đây là tổng hợp diễn biến 5 tập phim đầu tiên đã diễn ra trong X-Men 97. Wayzway Movie sẽ lên sóng phần còn lại của mùa này ngay khi có thể, vậy nên đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Wayzway Out.